Trời thì mưa gió rồi, dời xe ra đi chứ. Kìa, dính kìa. À đó, đóng cửa bố. Dời ra đi. Để anh xử lý thằng này cho em nha. Mưa gió mà xe cộ thì làm chậm chẹp, dọn cái xe cũng không xong. Anh chị ngoài mưa Bảo Lộc mà mưa tầm tẻ luôn em. Cho anh vừa về tiếp tục một mẫu Kia Morning 49E58857 rồi. Phong dáng của em Kia Morning 1 vàng đồng. Đây nè, phong dáng của em Kia Morning 1 vàng đồng rồi. 1 vàng đồng nha anh em. Em này ba máy 1.0 xe bản thiếu. Có một hai chỗ là chạy sướng. Mở cái đèn lên đi. Rồi mở ra combo lên. Mưa gió được nhanh cái tay cái chân lên để mà cho nó xong đi chứ. Được cái máy chạy qua thời gian chủ nhà người ta, máy người ta có làm rồi nha anh chị. Máy rất là êm nha bà con nha. Đây nè, đây là cục máy của em nó nè, 3.0 thôi, xe này chạy 5 lít nha. Đó, xe là xe bản thiếu nè. Coi về này, hướng dẫn mà con coi thì biết máy làm hay chưa nè. Không cần phải đi coi cái này đâu, coi cái này làm cái gì. Không cần, chừng anh dùng khóa công nghệ, chừng anh vặn đố anh em biết mở hay chưa. Coi cái này nè, mặt kem bung rồi nè, đó, kem trong người ta làm là máy rồi. Nha anh em, đó được chưa anh em, 3 máy 1.0. Hai bên kèo cột được cao, có đâm pha lỗi lầm, keo chỉ cho nó carbon rin hết. Ốc tản của em nó là rin nguyên bản, nó rin là rin không có cứng lỗi thôi. Còn máy móc thì chạy 5 tháng là làm máy rồi. Ở bên báo thẳng báo chuẩn nha anh em. Em này được cái số rin, số rin máy làm. Khi mà bà con làm á là bà con quay. Khi mà quay lên là chẳng anh hướng dẫn bà con coi từ cái phần máy đến cái phần hộp số. Em này thì đi đôi sẽ là hệ thống trợ lực điện nha cô chú anh chị, trợ lực điện. Xài em này xài chân ga cảm biến điện này. Cảm biến từ chân ga đây, chân anh gọi là bướm ga nè. Còn máy móc đời này người ta làm rồi nha bà con nha. Được chưa anh em, mặt kem mở rồi nè. Đó, vì ai trong này là người ta xài toàn bộ hệ thống kem trong. Ba máy nha anh em. Xe này anh em. Ok. Máy móc êm ru. Hai bên kèo cột nguyên bản hết. Ốc tán nó có bô chưa mở nè. Đó, máy móc có làm rồi. Rồi mình kiểm tra coi nó có dịch vụ hay không thì mình lấy luôn nha. Giá thành nó cũng sinh viên cho anh em, 2015 Kia Morning. Có một hai chỗ chạy xước rồi mai cho dặm luôn. Dọn xong rồi mai mới cho dặm xe nha anh em. Thôi kết hợp chủ nhà cũng đã lên mâm, dán toàn bộ hệ thống phim cách nhiệt. Đồng sơn em này thì ok được cái liền lạc. Sao đậu xe gì kỳ vậy hả? Đây bà con, phía sau là hệ thống cốp, keo chỉ ở trong cốp là nguyên bản hết, bon điện sạch sẽ nè. Đó, lên màn hình rồi, xem phim nghe nhạc rồi, đầy đủ tất cả các tính năng nè. Anh chị coi xương trong nè, xương trong của em khá là liền cái ốp đâu rồi. Thì bỏ cái ốp vô coi. Đó, vào bên đây rồi, từ từ. À, lấy ra đi. Lấy cái này nè, cho anh em coi nè, hệ thống motor phía sau của em nó đây. Nè, xương ở trong đẹp nha. Anh chị thấy không? Ốc đinh tán ở trong và xương sẩu của em nó là nguyên si, không có dấu hiệu là va chạm. Đóng lại đi. Đó, sạch sẽ. Anh em nào thích dòng này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô để em kiểm tra coi xe có dịch vụ hay không cho anh em nha. Mình là người luôn luôn thẳng thắn, tắp bi tắp lô đẹp nè, ghế là ghế theo xe hết toàn bộ nha anh em. Đây là hệ thống ghế theo xe, ghế da nè, ghế da nguyên bản từ lúc anh em mua mới sẽ có cái này. Phần tắp bi tắp lô nè. Anh chị coi hệ thống keo nè, đây em kiểm tra coi có khoan không. Không anh em nha, không dịch vụ nha. Tắt cái nhạc đi em ơi. Em để cái nhạc anh quay vô mà vỡ mồm anh luôn á. Tắt ngay cái nhạc đi. Nè, tắp bi nè. Xe gia đình nha anh em. Xe gia đình không có khoan đục, không dịch vụ nha. Đó, mình báo thẳng nha anh em. Bản thiếu nhưng mà không có khoan đục dịch vụ. Đây, tắp bi tắp lô nè. Đó, sạch sẽ không? Anh chị nè. Nè, tắp lô nè, không có khoan đục. Hai bên là từ những con tán bản lề nè, ốc tán của em nó là nguyên si hết, sở hữu toàn bộ hệ thống ghế da hết toàn bộ. Màn hình cam da, chìa khóa, vô lăng,
đó, vô lăng của bạn thiếu. Chủ nhà người ta lên một cái đồng hồ mới nè, đồng hồ điện tử nè. Anh em chạy bao nhiêu á thì đồng hồ điện tử sẽ báo lên 1 km bằng điện tử hết toàn bộ nha anh em. Được chưa bà con? Sạch sẽ. Rồi, xe gia đình. Xe gia đình không khoan đục, được chưa? Máy làm số rin, nó báo thẳng vậy cho nó dễ nha. 2015. Giá thành em này hợp lý. Mua về tập chạy tập lái, che nắng che mưa mẫu này. Gốc màu này luôn, gốc màu vàng. Bộ cái này là màu xám, xám đồng nha bà con nha. Nhìn nó như màu kiểu màu vàng đồng gì đó. Được chưa anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần nội thất bên tài nè. Nè, tắp bi, vân gai nè, còn nguyên hết, sạch sẽ. Đây anh chị, đồng hồ nó đi được 166.799 km, 166.000. Hiện trạng xe là ghế em này nó còn nguyên bản theo xe hết. Máy móc thì đã thay mặt kem rồi, máy cũng đã có làm, và số rin ốc tán ở cửa bản lề nguyên hết. Được chưa? Giá thành hợp lý, 175 triệu. Mẫu này cho anh em mua cho anh sẽ có bớt nha cô chú anh chị. Hỗ trợ góp lên tới 30 triệu cho bà con trên một chiếc xe luôn. 4 ở vỏ đâu đó còn 70%, gầm bọc ở dưới nè, không có dấu hiệu là bục mọt. Xe gia đình nhưng đã làm máy, đó là bảo luôn, không cứng không lỗi, không dịch vụ. Ok chưa anh em? Sáng nay gieo hàng loạt xe giá rẻ cho bà con hết rồi đó. Khách tàn ở tỉnh xa lên Trường Anh, ai mua xe người ta cũng có một cái nụ cười gọi là rạng rỡ, vui vẻ, vui mừng. Chứ không phải mua xe mà mặt nhăn nhó, nó không có. Tháng 10, 2024, đây là hệ thống kính của Kia, là kính nguyên hết nha bà con. Rồi anh chị đã quan tâm mẫu Kia Morning 2015 thì alo cho Trần Anh Auto. Em khép lại chương trình tại đây này nha. Trần Anh, see you and goodbye.